Kylian Mbappe không xứng đáng với tấm bằng thủ quân đội tuyển Pháp. Đó là những thông điệp, dòng cảm xúc đầy bực tức mà nhiều người hâm mộ và cả những chuyên gia bóng đá xứ sở lục lăng vừa thốt lên khi chứng kiến ngôi sao hàng đầu quốc gia không lên hội quân để chuẩn bị cho hai màn chinh chiến tại UEFA Nations League. Mới đầu tháng này thôi, người ta còn thấy Ninja rùa hết mình trong báo của Real Madrid đang chạy không biết mệt mỏi khi cùng câu lạc bộ tham dự Champions League. Vậy mà giờ đây, anh lại chọn cách bỏ qua cơ hội tung hoành trên các sân cỏ cùng với Les Bleus. Thử hỏi như thế, những cổ động viên Pháp sao không nổi giận cho được? Tấm bằng thủ quân vốn là vinh dự cao quý với mọi cầu thủ, vốn là biểu tượng đặc trưng cho trách nhiệm, cho quyết tâm, thì nay có vẻ như bị Ninja rùa xem nhẹ. Chính vì thế cho nên anh mới nhận không ít làn sóng chỉ trích từ chính các khán giả nhà. Khỏi nói thì ai cũng rõ, Mbappe quan trọng tới nhường nào ở màu áo Pháp. Kể từ World Cup 2018, giải đấu mà Ninja rùa thực sự vươn tầm thành siêu sao mang đẳng cấp thế giới khi giúp đội nhà bước lên ngai vàng. Chân sút này đã luôn hiện diện tại mọi sân chơi lớn tiếp theo. Dù cho không phải lúc nào tiền đạo ấy cũng mang tới các màn trình diễn đúng như kỳ vọng, thì việc anh xuất hiện trong đội hình chính thức luôn là điều tất nhiên phải thế. Bởi với huấn luyện viên Didier Deschamps hay các cổ động viên của Les Bleus, có Mbappe trên sân thì họ luôn có sự đột biến cao được tạo ra. Vì thế ngay khi Hugo Lloris nói câu giã từ mở áo đội tuyển quốc gia giữa một rừng các ngôi sao thượng hạng, Deschamps đã chẳng do dự mà trao ngay tấm bằng thủ quân cho Kylian Mbappe. Chắc chắn Kylian gia ấy kỳ vọng cầu thủ sinh năm 98 sẽ dẫn dắt đội bóng đến nhiều vinh quang cao quý trong tương lai, sẽ đóng góp thật nhiều cho Les Bleus và với đẳng cấp của mình sẽ luôn xuất hiện để làm điểm tựa cho toàn đội, đồng thời tạo nên sự khác biệt mỗi khi đội nhà gặp khó. Vậy nhưng suốt quãng thời gian qua, chân sút thuộc biên chế của Real Madrid chưa khi nào đem tới được cảm giác anh đáp ứng tốt mong mỏi từ người thầy cũng như cầu thủ Việt. Tại Euro 2024, Mbappe ghi có vỏn vẹn một bàn từ chấm penalty. Còn lại, anh gần như vô hình trong mọi màn so tài, gián tiếp khiến đội nhà dừng bước cay đắng ở bán kết trước Tây Ban Nha. Tiếp nối chuỗi phong độ thất vọng ấy, cầu thủ này cũng chẳng thể tạo ra dấu ấn đáng kể khi Pháp thua Italia hay là thắng Bỉ trong hai trận đầu tiên thuộc khuôn khổ Nations League. Nỗi lo âu về phong độ nghèo nàn của Mbappe phần nào gạt bỏ khi anh sở hữu thành tích ghi bàn ấn tượng trong áo kền trắng. Nhưng đúng vào thời điểm đang dần tìm lại sự tự tin cùng cảm giác săn bàn, đúng vào lúc bao người hâm mộ Pháp đang mong mỏi thấy chàng thủ quân tung hành cùng tuyển quốc gia, thì anh lại vắng mặt ở đợt tập trung tháng 10. Thông điệp được Deschamps đưa ra là Mbappe không gặp vấn đề nghiêm trọng nhưng cần được điều trị để phục hồi. Tôi không nghi ngờ về sự cam kết của Mbappe, nhưng cậu ấy đang không ở thể trạng tốt nhất. Và sao những thông điệp này có thể làm hài lòng những khán giả và cả những cựu tuyển thủ Pháp? Một làn sóng chỉ trích cùng nhiều phản ứng dữ dội hướng về phía Ninja rùa. Bởi mới đầu tháng 10 vừa qua, anh còn ra sân chinh chiến tại Cúp C1, còn chạy rất nhiệt tình và hết mình cho Real Madrid. Vậy thì nguyên nhân thể lực chưa đảm bảo có phải là điều hợp lý? Tất nhiên, Deschamps hay là Mbappe cũng có cái lý của họ. Bởi thực tế, UEFA Nations League không phải là giải đấu quá quan trọng hay mang tầm cỡ lớn, nên việc ngôi sao 1998 có vắng mặt cũng chẳng ảnh hưởng tới nhiều tham vọng của đội nhà. Còn nhiều thời gian và cơ hội để Ninja rùa công hiến cho máu đội tuyển quốc gia. Song đáng ra với tấm băng thủ quân trên tay, với trách nhiệm cao cả được nhận, cựu tiền đạo PSG phải quyết tâm, phải khát khao được chinh chiến về quê hương, chứ đâu phải xin nghỉ để hồi phục thể lực sau chấn thương mới gặp cách đây chưa lâu. Thêm nữa, trong bối cảnh một công thần như Antoine Griezmann vừa tuyên bố giải nghệ đội tuyển, thì Mbappe, cái tên gần như kinh nghiệm bậc nhất, cũng nên hội quân để tiếp lửa, để khơi dậy tinh thần chiến đấu cho nhiều đồng đội, hay chỉ đơn giản xuất hiện để làm yên lòng cổ động viên rằng dù hoàng tử bé có chia tay thì vẫn còn Ninja rùa sẵn sàng ở đó để làm thủ lĩnh đưa đội nhà tiến lên. Dẫu sao quyết định được đưa ra và người hâm mộ tuyển Pháp sẽ lại phải chờ thêm để được thấy ngôi sao hàng đầu của họ ra sân rồi ghi bàn. Họ đương nhiên sẽ luôn ủng hộ cầu thủ này. Chỉ có điều rằng quyết định không lên tập trung đội tuyển quốc gia vào tháng 10 để lại cho nhiều khán giả yêu mến Les Bleus xúc cảm không mấy vui vẻ, đan xen là cả sự oán trách về tấm bằng thủ quân.